Sono particolarmente felice oggi di essere qui in occasione di questa mia prima visita in Vietnam e devo ringraziare molto sentitamente il primo ministro Phuc per la calorosa ospitalità che mi sta riservando. Abbiamo avuto un colloquio, lo confermo, molto proficuo, nel corso del quale abbiamo confermato l'eccellente stato delle nostre relazioni bilaterali. È stato anche ricordato dal Primo Ministro, 6 anni fa sono state elevate queste relazioni al rango di partenariato strategico e intendiamo incrementare queste nostre relazioni attraverso un fitto programma, agenda di iniziative, alcune delle quali le abbiamo anche, come dire, rimarcate in dettaglio nel corso dell'incontro. Kính thưa ngài Thủ tướng, kính thưa quý vị, tôi rất vinh hạnh được có mặt tại đây trong buổi họp báo này và đặc biệt sau khi đã tiến hành cuộc hội đàm cùng với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trước tiên thì tôi xin thay mặt cho đoàn và cá nhân tôi xin chân thành cảm ơn Thủ tướng vì sự đón tiếp nồng hậu. Đây là chuyến thăm của tôi đầu tiên của tôi tại Việt Nam. Chúng tôi đã có một cái cuộc hội đàm rất là hữu ích và với nhiều kết quả. Trong đó chúng tôi đã đánh giá cao tình trạng rất là tốt đẹp giữa quan hệ Việt Nam và Italia. Chúng ta đang trong một cái giai đoạn để nâng cao hơn nữa các cái quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở nền tảng của thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italia. Hiện tại hai bên cũng đang có một cái lịch trình rất là dày các cái hoạt động, các cái sáng kiến để thúc đẩy hơn nữa tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italia. Se ragioniamo in una prospettiva squisitamente economica, in una prospettiva squisitamente commerciale, il Vietnam è un mercato sempre più importante per l'Italia, perché grazie alla vivace crescita economica, parliamo di un PIL che si aggira intorno al 7% di questi anni, è oggi il nostro primo partner commerciale nel sud-est asiatico. Le nostre esportazioni verso questo mercato sono cresciute, hanno raggiunto la doppia cifra negli ultimi 2 anni e siamo ormai al secondo posto tra i fornitori europei di questo paese. Molte nostre aziende hanno effettuato qui investimenti di successo, di cui sono ampiamente soddisfatte, e ci sono molte altre aziende che guardano con crescente interesse a questo mercato, anche come base produttiva, come base commerciale, per poi espandersi ulteriormente nel quadrante del sud-est asiatico. Trong lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực hợp tác kinh tế và thương mại. Hiện tại Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Italia tại khu vực Đông Nam Á và với tiềm năng tăng trưởng của mình, với tiềm năng tăng trưởng kinh tế 7% một năm, thì Việt Nam vẫn luôn là một cái đối tác ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại khu vực Đông Nam Á. Trong vòng 6 năm qua thì Việt Nam và Italia đã tăng hơn gấp đôi kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai bên. Và hiện tại nhiều doanh nghiệp Italia đã đầu tư và mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều doanh nghiệp quan trọng khác của Italia đang quan tâm tới đầu tư và trao đổi thương mại với Việt Nam, thông qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Italia. Questo nostro incontro è stato, direi, molto utile perché abbiamo creato le premesse, approfondito le prospettive per un ulteriore rafforzamento di questo partenariato economico che già allo stato è molto incoraggiante. L'interscambio ha raggiunto nel corso del 2018 all'incirca 4 miliardi e 400 dollari e ci siamo detti che dobbiamo assolutamente incrementarlo. Ci siamo posti degli obiettivi anche ambiziosi, abbiamo ragionato nel corso dell'incontro di portarlo a 6 miliardi, poi a 10, poi ci siamo fermati perché a un certo punto ovviamente ci siamo resi conto che avremmo gravato di particolare impegno le nostre delegazioni e i rispettivi ministeri degli esteri e del commercio. Trong cuộc hội đàm sáng nay thì chúng tôi đã trao đổi về nhiều vấn đề khác nhau và đạt được những kết quả rất là tích cực. Chúng tôi thống nhất là cần phải tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Italia. Trong năm 2008 thì kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và
và Italia đã đạt con số 4 tỷ đô la Mỹ và chúng tôi cũng đã thống nhất cùng với ngài thủ tướng đó là tăng kim ngạch này lên con số 6 tỷ đô la trong năm 2020 và tiếp theo là mục tiêu đạt tới 10 tỷ đô la kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai chiều và qua đó thì có thể thấy Việt Nam và Italia cần phải tiến hành nhiều hơn nữa các cuộc tiếp xúc các đoàn cũng như là các cơ quan hữu trách còn phải làm việc nhiều hơn nữa để có thể đạt được cái mục tiêu tham vọng này. Il Vietnam ha un mercato interno molto giovane, molto vitale, con consumatori sempre più attenti alla qualità e anche sostenibilità dei prodotti. È per questo che riteniamo che il Made in Italy, come ci è stato confermato, sia la risposta naturale a queste nuove esigenze della popolazione vietnamita. Al contempo le nostre aziende anche sono partner ideali per l'industria vietnamita che è alla ricerca di soluzioni ottimali in termini di produttività e sostenibilità ambientale. Ma il Vietnam è strategico anche in un'ottica regionale, perché il paese è parte dell'ASEAN, un grande mercato che conta quasi 650 milioni di consumatori, ha un tasso medio di crescita del 5%, un PIL complessivo di 2,7 trilioni di dollari che ne fa la quinta potenza mondiale a livello aggregato. Hiện tại chúng tôi được biết Việt Nam là một quốc gia với dân số rất là trẻ và quan tâm nhiều đến những sản phẩm với hai tiêu chí về chất lượng và tính bền vững và chúng tôi các sản phẩm Made in Italy cũng hoàn toàn đáp ứng được các cái tiêu chí này. Bên cạnh đó các cái đối tác, các cái doanh nghiệp của Italia cũng sẵn sàng hợp tác với các cái đối tác Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác dưới góc độ đảm bảo chất lượng và tính bền vững của sản phẩm. Chúng tôi mong rằng thông qua Việt Nam đối tác hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng mạnh 5-6% hàng năm có thể giúp chúng tôi tiếp cận với một thị trường đông hơn của khu vực ASEAN với quy mô 650 triệu dân. Le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'ASEAN si sono sviluppate negli ultimi anni sia sul piano politico istituzionale sia sul piano dei rapporti economici commerciali. E come è stato anche ricordato dal Primo Ministro, domani inaugurerò il terzo High Level Dialogue on Italy-ASEAN Economic Relations. A questo evento parteciperanno circa 400 aziende italiane e vietnamite dell'intera regione con lo scopo di aumentare le reciproche opportunità di business. E a conferma della forte componente economico-commerciale di questa visita avrò l'onore di partecipare tra poco a un pranzo offerto dal Primo Ministro Phuc e sarò accompagnato in tale occasione da autorevoli esponenti di molte aziende italiane, leader in vari settori, strategici settori, dalla meccanica ai servizi finanziari, dalla progettistica all'energia. Chúng tôi cho rằng cần phải tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa thương mại giữa Việt Nam và Italia và ngày mai diễn đàn kinh tế cấp cao giữa Italia và ASEAN là một minh chứng thể hiện cái mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác không chỉ giữa Italia với Việt Nam mà giữa Italia với các cộng đồng doanh nghiệp của ASEAN với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp và đây sẽ là một cái tiềm năng rất lớn để tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và kinh doanh giữa hai bên. Sau buổi họp báo này tôi sẽ có vinh dự được tham gia buổi chiêu đãi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và trong buổi chiêu đãi này thì cũng có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Italia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như lĩnh vực hạ tầng, lĩnh vực y tế, lĩnh vực giao thông vận tải, v.v. Coerentemente con l'intensificarsi delle relazioni economiche, Italia e Vietnam registrano anche un reciproco interesse ad un'ampia collaborazione in una varietà di altri settori. La cooperazione ambientale, per esempio, è un aspetto qualificante delle nostre relazioni bilaterali, come anche attestato dalla recente conclusione nel corso del 2018 di un Memorandum of Understanding per una più stretta collaborazione nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. E l'intensità dei legami ha alimentato anche e soprattutto un intenso reciproco interesse per le nostre rispettive millenarie culture. Siamo molto soddisfatti, ad esempio, del numero crescente di studenti di lingua italiana in Vietnam, che attualmente supera un migliaio. E mi ha fatto molto piacere il
sentimento di insoddisfazione che ha manifestato il primo ministro nell'auspicio che questo numero possa crescere sempre più. Bên cạnh lĩnh vực kinh tế thương mại thì Italia Việt Nam cũng thống nhất với nhau cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực môi trường, lĩnh vực khoa công nghệ sẽ cùng với thỏa thuận biên bản ghi nhớ thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu và việc thực hiện cái nghị trình 2030 về phát triển bền vững. Bên cạnh đó chúng tôi cũng rất vui mừng nhận thấy sự phát triển rất tích cực trong hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Italia. Chúng tôi cũng vui mừng vì sự phát triển của việc giảng dạy tiếng Ý tại Việt Nam. Tôi được biết là hiện tại có hàng ngàn sinh viên, thanh niên của Việt Nam đang học tiếng Ý và tôi rất vui khi biết Ngài Thủ tướng hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa việc học tiếng Ý từ phía các bạn trẻ Việt Nam. Anche noi ovviamente siamo molto attenti alla possibilità di offrire delle opportunità di studio e di formazione anche lavorativa ai giovani vietnamiti. Il Vietnam è uno dei principali beneficiari, infatti, del progetto Investi il tuo talento in Italia, Invest Your Talent in Italy, che offre proprio ai giovani vietnamiti l'opportunità di studiare nel nostro paese e di effettuare tirocini formativi presso nostre aziende leader. Italia cam kết tăng cường hơn nữa các cái suất học bổng cho học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu của Việt Nam sang đào tạo tại Italia. Chúng tôi cũng cam kết thông qua cái dự án đầu tư tài năng của bạn tại Italia để tạo cơ hội cho nhiều hơn nữa các thanh niên Việt Nam sang học tập cũng như thực tập tại các doanh nghiệp tại Italia. Questo partenariato strategico quindi si rafforza e intensifica anche in virtù di queste intense relazioni scientifiche, tecnologiche, archeologiche che poggiano su solide basi. Siamo ad esempio particolarmente orgogliosi del lavoro svolto dai ricercatori italiani nel sito archeologico dell'UNESCO, patrimonio dell'UNESCO Mison, così come degli altri 100 e più accordi che attualmente legano nostre rispettive università e centri di ricerca. Chúng tôi cũng thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, khảo cổ. Ví dụ về hợp tác giữa Việt Nam và Italia trong trùng tu di tích UNESCO Mỹ Sơn là một minh chứng cho sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này. Ngoài ra, chúng tôi cũng cam kết tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Italia. Con il primo ministro abbiamo infine affrontato e riscontrato convergenze anche su tematiche internazionali di primo piano, come le relazioni tra Unione Europea e l'ASEAN e le prospettive di sviluppo della connettività tra Asia e Europa, i cambiamenti climatici, la cooperazione nel quadro delle Nazioni Unite, che confidiamo vedrà il Vietnam sempre più coinvolto appunto nelle attività delle Nazioni Unite. Noi operiamo, l'Italia opera per rafforzare sempre più le relazioni tra Unione Europea, ASEAN e quindi specificamente Vietnam, anche nel quadro degli accordi dell'accordo di libero scambio. E proprio in questa direzione c'è il nostro impegno a lavorare per superare le residue questioni e finalizzare questi sforzi. Trên diễn đàn đa phương thì Italia và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác để hơn nữa trong trường quốc tế. Chúng tôi cam kết tăng cường kết nối giữa Liên minh châu Âu và ASEAN cũng như Liên minh châu Âu và châu Á. Chúng tôi cũng cam kết thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Việc tăng cường hợp tác giữa Liên minh châu Âu và ASEAN cũng góp phần tăng cường hợp tác giữa giữa Italia và Việt Nam thông qua các thỏa thuận thương mại tự do và chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để vượt qua một số những cái rào cản về mặt kỹ thuật để sớm đưa thỏa thuận về thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu được ký kết. Insomma, questo articolato quadro di attività l'abbiamo succintamente riassunto. Rappresenta una garanzia per il futuro di cooperazione sempre più stretta, sempre più efficace tra istituzioni, imprese e popoli dei due paesi, con cui intendiamo dare sempre maggiore sostanza alla nostra consolidata, radicata amicizia. Grazie.
Chúng tôi cũng nhận thức được là việc thúc đẩy thông qua cái thỏa thuận EVFTA sẽ là đảm bảo cho việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước cũng như nhân dân hai nước, và chúng tôi sẽ cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác với Italia dựa trên những nền tảng về tinh thần hữu nghị đoàn kết đã có trước đây. Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Cộng hòa Italia Giuseppe Conte. Ringraziamo il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng.